Anh xuống đây anh múc hả? Xách rồi. Rồi anh tắm sao? Xuống đó ngồi tắm. Xuống đó ngồi tắm luôn hả? Ôi trời. Anh bị gì chị? Thấy anh đi cái giờ cái chị. Hả? Thấy rụng cái vỏ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre đó. Từ huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh về lại Vĩnh Long thì ngang đoạn đường này Bùi Hồ bắt gặp một cái nhà mồ. Mà trong cái ngôi nhà mồ này thì lỉnh khỉnh những cái đồ đạc có dấu hiệu là của những người sinh sống, có đồ đạc nữ nè, rồi đồ đạc của nam nữa nè. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Và hiện nay thì thời buổi trưa nên thành thử là đi đến đây cũng đỡ gục gợn, mà không biết là cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào mà lại lũi vô một cái nhà mồ sinh sống thôi cô bác anh chị. Mời cô bác anh chị vào trong. Ừ, có mùng kìa, chăn mùng kìa. Ở trên đó anh thấy có đồ gì cúng kiến tình lụm kìa. Có chiếc xe đạp luôn. Có chiếc xe đạp luôn. Đồ quần áo mà ở phía trước. Một là những người họ vô và gia cư, hai là những người bất bình thường. Anh hiểu không? Bây giờ mình đứng đây xin phép cái đi. Nếu mà không có người ở đây thì mình cũng xin phép. Không có người. Không có người. Kêu cái em. Anh ơi. Anh chị ơi. Ê. Có tivi. Con đang nói chuyện cái gì á. Anh chị ơi. Nó không trời. Nó không. Em chào chị. Đang làm gì chị? Chị bán vé số hả? Ôi trời ơi, cái tiếng âm của chị vọng ra hết hồn. Ôi trời ơi trời. Anh. Đó là ông xã của chị hả? Ôi chào anh. Em chào anh. Anh ra đây mình tâm sự tí xíu đi. Anh có thể bận cái áo vô anh em mình tâm sự chút xíu được không anh? Chị bán vé số lâu chưa chị? Dạ. Rồi hai chồng mình ở đây lâu chưa? Ở trên cái ngôi nhà mộ này là người thân mình hay là sao chị? Của người ta. Rồi chị với anh đi ngang rồi thấy nhà mộ rộng rãi gì về vô đây sống luôn. Ôi trời. Anh bị gì chị? Thấy anh đi cái giờ cái chị. Hả? Thấy rụng cái vỏ. Ngồi xuống đi anh. Ngồi xuống đó đi. Dạ dạ. Dạ. Cái chân anh đang bị gì á cả nhà? Bị vỏ. Sao lủng anh? Bị vỏ. Gãy. Cái chân bị gãy. Gãy hả? Xe đụng hả? Xe đụng. Anh tên gì? Anh Trương hả? Anh Trương là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi anh Trương? 39 tuổi. Hả? 39. Còn chị? 10. 30. 50. 50. Chị là 50. Quê của anh Trương ở đâu mà là tại sao mình sống ở? Dạ. Gần đây hả anh? Còn chị? Mỏ Cày. Mỏ Cày. Anh với chị là sống chung với nhau lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là bao lâu rồi anh Trương? Con này có con, người con của mình sống ở đâu rồi ta? Long An. Ở Long An. Anh Trương là 39, chị là 50. Sao cơ duyên sao mà anh chị đến với nhau sống hạnh phúc vậy? Quen nhau ha. Con 11 tuổi. Rồi cái không, em không biết là cái tay của chị bị bệnh gì á anh Trương? Vị nến. Vị nến? Vị nến đó. Bị lâu chưa anh? Mấy năm rồi. Em không biết là nhà của anh Trương là gần cách đây khoảng bao nhiêu cây ta? Dạ. Chỉ đang chút xíu. Chút xíu thôi. Nhưng mà tại sao mình không sống ở nhà mà mình phải dọn vô đây mình sống anh Trương? Ở lượm dây chai. Lượm dây chai. Còn chị? Bán vé số. Rồi hàng ngày là mình nấu ăn, nấu uống thì sao? Cơm gì không? Cái cơm là cơm hai chục. Rồi ở đây mình tắm rửa sao anh Trương? Dạ.
Như vậy thì mỗi ngày chị đi bán vé số, còn anh Trương thì đi nhặt ve chai. Cái gì anh Trương? Ve chai phía trước nè. Lượm ve chai đằng trước ha. Rồi dựa lâu lâu là mình bán lần hay sao? Vài bữa như vậy là mình được nhiêu tiền anh? Vài chục ngàn. Rồi chị bán vé số mỗi ngày là bao nhiêu vé? Mấy vài chục tờ. Mấy chục tờ? Mấy vài chục tờ. Sáng nay là mình ăn cơm chưa? Tao lấy ăn gì cho lấy ra cho em coi với được không? Chị bị vẩy nến rất là nặng luôn. Vẩy nến là ngứa dữ lắm nha cô bác anh chị. Mà không điều trị thì càng ngày nó càng ăn vô thịt của mình đó. Chị bệnh bao nhiêu năm rồi chị? Cả chị bán còn nhiêu tờ? Ở đây ban đêm ban hôm thì mình xài điện đùng sao, có đèn không? Đèn cày hả? Xài bằng đèn cày hả? Trời ơi trời. Rồi nước á, thì mình phải xách tới đâu? Xa không? Xách bên là nó có. Mày xách nước dưới cái cống á hả? Cái này là gì anh dở ra cho em coi với anh chưa? Cơm hả? Nồi cơm của mình hả? Đâu đâu dở em coi với. Có cà phê nữa kìa. Luộc trứng hả? Luộc trứng. Trứng gà. Rồi mình rửa sao? Rửa đồ ăn. Rửa chát nước như rửa. Anh Trương với chị là sống chung với nhau là bao nhiêu năm rồi? Đây, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Trước khi mình dọn vô đây mình sinh sống thì mình sống ở đâu? Sống tùm lum hết. Mình sống ở đây được bao nhiêu năm? Hai năm mấy ba năm. Khi mà anh dọn vô đây thì cảm giác ban đầu anh có sợ không? Không. Còn chị? Cũng lo. Hiện nay là hai vợ chồng mình còn được nhiêu tiền anh chưa? Hai vợ chồng mình còn được nhiêu tiền? Dạ. Ít xịu ha. Đâu anh xách nước chỗ nào đi lại chỉ tụi em với. Đâu chỉ tụi em với. Là tắm rửa ở đó luôn. Còn việc vệ sinh thì sao anh chưa? Vệ sinh đi nhà ta nhờ. À. Rồi bán, chị bán là bao nhiêu tờ giấy số em quên rồi. 20 tờ, còn mấy tờ. Vậy hả? Còn mười mấy tờ. Vậy thì đủ sống cho gia đình hai vợ chồng của mình không? Nhặt ve chai xong. Anh nhặt ve chai được bao nhiêu tiền? Được mấy chục ngàn mới cơm à. Ngày hôm nay là mình có bán không anh Trương? Không, còn nhiêu đó hả? Rồi cho em đeo cái mic cái nha anh Trương. Cái này là cái mic thu âm thôi. Dạ. Rồi không biết thì con của mình á có về hỗ trợ mình không? Nó biết mình sống ở đây không? Con của mình là nó là nhiêu tuổi không? Là 12 tuổi. Rồi sống với ai? Với bà gì? Con trai con gái anh? Gái. Rồi không biết mình sống ở đây. Mình không có thuê trọ, căn trọ nào rẻ nhất để hai vợ chồng mình sống sao? Đây là tại em có nói cất như giá nhà trọ ta thuê luôn. Dưới đây là cho em mượn cái tờ vé số ấy. Cất như mấy giá nhà trọ luôn cho em mượn của nó. Bữa nay là ngày 6 đúng không? Thật ra thì ở vị trí nơi đây nếu mà những cái người lạ đến đây thì cũng rất là sợ luôn. Tại vì nơi đây là một nơi rất là vắng vẻ luôn. Phía sau này thì lùm rừng cây. Phía trước lại có một cái ngôi mộ và nguyên cái cả nhà mồ luôn. Tối mình dân mồ mình ngủ ở đâu anh? Ngủ chỗ này hả? Còn ngày sau cái khu mộ đó là mình nằm ngủ ở đó. Giấc trưa ra đó nghỉ mát ở đó. Đây là một cái ngôi mộ của người Hoa. Thành thử anh em mình không có được quay cái bà mẫu của ổng được của ông cỏ mà không phát. Dạ dạ. Ổng là ổng ra sự. Hôm nay mình cơm đó là mình mua hay ta cho? Mua. Ăn cơm gì cho em xem với. Thịt kho trứng. Thịt kho trứng. Nhiêu phần chị? Hai chục. Hai chục ha.
Chị đi bán là đi bộ hay là đi xe? Đi xe đạp. Chứ tại hai vợ chồng chỉ được cái chiếc xe thôi. Tính ra thì hai chồng anh chị đây ở cũng khá là lâu rồi nè. Kinh tế nước mắm rồi có dự trữ đu đủ mắm rồi gì ăn uống nữa kìa. Sinh hoạt đó là chắc người ta cho quá. Đầy đủ luôn. Cho. Anh Trương bây giờ mình không có đủ sức khỏe để lao động hay sao mà mình phải đi nhặt với cha anh Trương? Đó, nhưng không ai mượn muốn. Làm vừa đó. Dạ không ai mượn. Nó thằng lợi, không có lợi đó. Anh vừa á. Vì là anh Trương leo dừa hả chị? Leo dừa mướn hả? Bốc dừa. À, dắt dừa. Bông khô và bông lưới lọc sẵn đó. Dạ. Dừa xuất khẩu. Rồi từ lúc mà anh gãy giò là hết làm luôn ha. Mà hai năm mấy. Cũng có uống rượu ha. Uống rượu như cái kêu luôn chứ cũng có, không biết uống rượu uống rượu như cái kêu luôn cưng. Uống rượu như kêu luôn. Rượu như sầu luôn, ngày nào mỗi ngày cũng ngày nào cũng nhậu một tờ đến giờ. Nhưng mà ảnh cũng cứ thương chị chứ. Nên là nữ hai vợ chồng gắn bó đây đúng không anh? Anh cái người anh thứ hai cũng kêu gì đứa. Mà tại vì anh thương chị nên không có đi đúng không? Sát bên nhà, sát bên mẹ quang cái bãi giải đất đây người ta tới nhà rồi. Ông thứ hai ông anh thanh ruột của nó, ông thứ hai lo tưởng gì lắm. Nhưng mà anh sống ở đây anh Trương thì gia đình mình có lo lắm không anh Trương? Không hả? Nghe chị nói vậy thì anh Trương sống đây thì cũng gần gũi gia đình, cũng gần sát đây rồi thì một phần cũng dạ một phần thì cũng nhẹ lo, biết được thì em út mình đang sống đây rồi cũng dễ. Hồi trước giờ là hai vợ chồng mình là không có nhà luôn hay sao anh? Có nhà mà tại quái được như chơi ở bờ. Có nhà luôn hả? Nào là không có nhà cửa, ở cũng như nhà nào mà bỏ quan á, người ta cắt người ta bỏ. Những ngày mà anh với chị á không mua đồ ăn á thì nấu ăn như thế nào? Mua chứ. Có nghĩa là không mua cơm phần ăn á. Nấu mì tôm ăn. Nấu mì tôm ăn ha. Anh Trương bây giờ có thể đi đứng dễ dàng không? Em muốn biết cái cuộc sống anh tắm rửa nguồn nước tại chỗ nào cho em đi tham quan đấy. Anh Trương đi với em đấy. Anh đi chị. Ở đâu nhiều đôi dép vậy anh Trương? Chứ lại là chắc có lẽ là anh đi giặt ve chai gặp những đôi giá cẩu đúng không anh? Cho 39 tuổi rồi. Hồi lúc mà cái chân mình bị xe tông á, mình không có đi trị anh Trương? Có. Ủa cái lưng ảnh bị gì sao ấy? Cái lưng ảnh bị gì sao á? Cái cổ á? Không phải. Cái đó cái khăn. Tính ra thì cũng... Ôi trời ơi! Nước đây hả? Phải nước rồi. Ôi trời! Phải nước tắm. Anh xuống đây anh múc hả? Chắc rồi. Rồi anh tắm sao? Xuống đó ngồi tắm. Xuống đó ngồi tắm luôn hả? Phải rồi. Phả mấy này ra tắm. Đây cũng là cái đường nước tưới đúng không anh? Gác này cô bác của chị, anh Trương ơi với lại chị tắm ở đây nè. Anh ở cái căn bệnh mà vẫy nến của chị á là xuất phát từ cái nguồn nước như thế này. Đúng không anh? Trời ơi trời. Nhìn anh Trương thấy rất là đẹp trai nha anh Một Đồng. Đúng rồi. Giống như một hot boy á. Em đi. Cái tướng của anh Trương nè, cao gáo lắm. Cao gáo. Lúc mà còn trẻ là còn lao động được là anh nhiêu ký anh Trương? Lúc còn lao động được là anh nhiêu ký? Dạ. Sao mấy ký? Sao mấy ký? 70. 70 ký á. Thôi đi vô đi anh Trương. Dạ. Trời ơi trời. Nè để cho anh Trương đi xa xa mình nhìn thấy cái nơi ở của hai vợ chồng anh á. Nó tăm tối và nó âm u lắm. Thật ra các anh em mình đi ngang á, quan tâm á thì mới thấy được cái ngôi nhà mồ như thế này. Với lại thấy quần áo che nè mới biết là có người ở. Ừ,
hồi nãy mà nói thật ha, cô bác của anh chị, mấy anh em mà đứng ở đây á, cái cảm giác phập phồng một mình cũng không dám đi vô đâu. Nghe nói xù xì á. Mình tưởng đâu là cái tiếng radio. Đúng rồi. Mới đi vô thì nghe cái tiếng của chị mà thoát lên cũng giật mình luôn á. Buổi tối này buổi tối đi. Rồi tối không có đèn điện nha anh Trương ha. Có đèn gà. Xài đèn cây mà. Có đèn cây. Chiều nay là chị đi bán tiếp hả? Nói đi bán. Đang bán cũng bận mệt quá. Chuẩn bị đi bán đó hay sao? Bây giờ đi hả chị? Điếm coi còn được nhiêu tờ? Còn 19 tờ. Sao mở ra, mở ra cho em xem ơi. Chị nói là chị bán một ngày tổng cộng bao nhiêu tờ chị? 20 vé hả? Chị làm sáng giờ chị bán được có một vé một à? Cho em mượn ha. Sao mà anh thấy những cái tờ vé số nó nhiều đại hay sao mà nó khác nhau? Ngày 6 tháng 3. Đúng không? Ủa? Nay đúng là ngày 6 tháng 3 đúng không? 6 tháng 3 đúng rồi. Số bữa nay chị không biết sao. Đúng ngày 6 tháng 3. Cái kiểu này khổ. Chị bán 2-3 đài á. Ừ. 2-3 đài lận. Cho nên mình thấy những tờ vé số nó khác nhau. Đây gồm có là Sóc Trăng với lại Bến Tre đúng không? Cần Thơ. Cần Thơ là số ngày mai. Cần Thơ là số 7 tây đúng không? Không, Cần Thơ bữa nay nè, thứ bữa nay luôn. Bữa nay thứ tư. Đúng rồi. 6 tây. Em lấy hết nha. Khỏi đi bán. Dạ. Khỏi đi bán, chiều nay nghỉ ở nhà. Cái này là 19 tờ. Đó là 190, khỏi thối em. Khỏi thối em, hôm nay em mượn bữa cơm hộp cơm này. Rồi vậy là khỏi đi bán. Ngày bán được có mấy chục tờ ta? Chị bán có 20 tờ. 20 tờ. Nhưng mà sáng giờ là chị bán được có một tờ một. Sáng giờ nó bán anh Trương có muốn có tâm sự gì hay sao mà nhìn em hoài anh Trương? Có tâm sự gì nói em? Anh em vui gì không? Vui hả? Hay là muốn hát ca tặng em? Vui. Có muốn hát ca tặng em không? Hả? Sao anh ít nói vậy? Ít nói. Anh Trương này em hỏi thiệt nha. Mình ở đây nè. Tối mình có sợ không? Mình có lo lắng rằng là có kẻ xấu vô đây không? Không sợ luôn hả? Quen ở thời điểm hiện tại thôi, nhưng thời điểm trước đây thì sao? Không gì hết. Cũng vậy hả? Chị, cho em hỏi chị, ban đêm chị ngủ á, là có những cái tiếng bước chân đi lịch phịch ở đây không? Không. Có những cái tiếng động gì lạ thường không? Anh đọc em. Anh một đồng nói là em sợ anh. Nhưng mà nghe nói là có tiếng chuột rồi đúng không? Như vậy thì mỗi khi ban đêm mà trước khi ngủ á thì anh với chị có thắp hương để mà xin gian giái ở đây không? Phù hộ dữ lắm hả? Trúng số hoài. Giảng 100.000 đồ trúng hoài ha. Có nghĩa là em khuyên như thế này. Ở đâu cũng vậy, có thờ có thiên mà có kiêng thì ắt có lành. Anh với chị thì mượn một cái mảnh đất này ở thì nên tin tưởng. Tin tưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải thường xuyên quét dọn cho sạch nha. Hôm đó có ông anh em gì ở bển qua đây qua ghé hoài. Chị là 50 mấy anh Trương? 50 mà cái cơ sự sao mà cơ duyên sao mà đó hai vợ chồng mình gặp nhau kể em nghe với. Duyên nợ quen. Quen sao mà anh nói quen sao mà chị chịu á. Để thương nhau. Thương nhau nhưng mà lần đầu tiên gặp mà nói kể em nghe với. Kể. Hả? Nhưng mà hồi đó sao anh tỏ tình với chị sao? Anh Trương,
Hồi đó anh nói là sao mà chị chịu theo anh? Ai thương? Ai thương ai trước? Chị thương trước. Chị thương trước, chị nói với anh sao? Thì cũng như chị thương trước rồi, chứ chồng chị không có, nó không có lấy. Nhưng mà sao chị khôn vậy, chị lấy chồng đẹp trai dữ vậy? Đẹp trai làm gì cưng, đẹp trai là ông trời ông ghét người Hồng Nhan lắm á. Ghét người Hồng Nhan lắm hả? Đẹp trai là cưng chứ, trời ơi, chứ sợ những chút xóm như là ông họ, người ta. Cái gì? Ghét ai Hồng Nhan? Đẹp là Hồng Nhan, bà phận như thường, bà phận lắm, bà phận bà phước có sống không có họ. Vậy là anh là Hồng Nhan còn chị là bà phận hả? Không có ý gì nữa, cũng như là đẹp thì chơi nó bà phận lắm. Nhưng mà đẹp là dễ thương chứ? Không, thường là ông trời ghét người Hồng Nhan lắm. Không, Hồng Nhan thì chưa. Vậy là ông trời ông ghét anh Trương? Không biết mà chị thấy có cậu nghe cậu Hồng Nhan là bà phận xưa nay. Nhưng mà em thấy ảnh ảnh ba tuần khổ lắm. Ổng chung tình với chị mười mấy năm mà. Chị biết khổ sao chị đến với anh? Mới biết vậy mà đến. Nhưng mà gì nè, ý em nói là chị thương anh nên mới ở chung với nhau mười mấy năm, dù cực khổ hai vợ chồng vẫn gắn bó nhau, mà sao chị nói anh là đa trưng về chuyện tình cảm? Không, nhưng mà anh Trương đẹp trai thiệt. Anh Trương mà chịu dọn lên như một hot boy. Người ta nói khen chồng chị đẹp trai, chị ghen không chị? Không. Chị tên gì? Tên chi vậy anh Trương? Kiều. Kêu. Nhiều. Nhiều, số lượng nhiều. Còn thì nhiều. Nghe chị nói cái cách của chị là ngày xưa chắc chị học cao lắm nè. Không, chị cũng học tới bậc cấp trung học rồi. Tên là mấy chị? Trung học là lớp mấy á? Trung học là lớp cấp 3. Hết cấp 3 luôn. Là lớp 10, 11, 12. Hả? Chị học hết cấp 3 mà, đúng không chị? Còn anh Trương, hồi đó học hết lớp mấy anh Trương? Sao? Vậy là ngày xưa là chị là dùng từ ngon ngọt để dụ dỗ anh đúng không? Hả? Chị nói là ngày anh Trương ơi, anh đẹp trai quá, rồi chị dụ anh. Nhưng mà anh Trương, chị thấy chị bệnh gì đó, em hỏi câu chuyện này tới nhị của vợ chồng mình cái, thì anh thấy chị bệnh gì, có bao giờ anh muốn đem chị đi bệnh viện để mà khám bệnh cho chị không? Được. Có hả? Nhưng mà sao mình không đem đi? Không có tiền đi lo, chứ bà chị vợ có tiền mà không lo, bán nhà bán đất hết, không có tiền lo cho vợ. Chị ngồi xích anh, xích lại gần anh đi. Là gần hai vợ chồng lên ngồi gần tí xíu thôi. Sao hả? Hai vợ chồng đang giận nhau hay sao? Không có. Vậy là em biết giận rồi nè. Sao mà nhắc tới cái vấn đề mà điều trị bệnh cho chị mà anh xúc động anh? Thôi. Hả? Không có gì. Thấy chị kìa, chị mới là người xúc động nhiều hơn nè. Cái cơ thể của chị không bệnh thì sau này nữa, cái bệnh đó nó càng ngày càng sâu vô. Và máu nó chảy càng... đây là một cái đôi đũa lệch đúng không anh? Nhưng mà anh thì cũng có chắc có lẽ uống rượu hơi nhiều anh Trương ha. Còn chị thì cũng buôn bán tảo tần để mà cùng nấm níu nhau sống. Nhưng mà em khuyên anh với chị nên mình cố gắng dọn vô nhà trọ sống. Hay là như thế nào đó để thay đổi cuộc sống mình. Cho nên sống mà tắm ở dưới cái dòng kênh đó. Rồi nước càng ngày ô nhiễm thì anh với chị sẽ càng ngày bệnh càng nhiều hơn. Cái môi trường sống, cái chất lượng sống nó không chất lượng á. Nên là để em khuyên anh với chị như vậy. Cũng mong rằng anh với chị sẽ thay đổi cái cuộc sống của mình ha. Dạ. Chị đâu biết gì là trước mắt không có nước, sắp xài. Không có loại bạch tiêu bèo quá. Cái sắp nó 5 xô vậy mà đây đẳng xa có một sắp 5 xô rồi cả mà nước nó bị sạch ha. Ở đây ban đêm thì anh với chị là mấy giờ mình ngủ? Có 7-8 giờ ngủ rồi. 7-8 giờ. Rồi chị bán vé số là thường thường mấy giờ chị về? Chị bán hết rồi. Rồi anh Trương thì nhặt ve chai cũng gần nơi đây hay là mình đi xa?
tuần thứ năm. Tuần thứ năm? Năm tuần. Mình tới cầu Mó Càng 2. Và em thấy nơi đây thì vợ chồng mình dọn dãn thì cũng chỉ được một chiếc xe đạp. Thì chiếc xe đạp này anh chạy hay là chị chạy? Chị chạy đi bán vé số. Còn anh Trương thì chỉ đi bộ. Đi bộ lên lúc trên kia luôn. Rồi hôm nào mà nhặt ve chai mà nhiều quá thì mình vận chuyển bằng cách nào? Xe đạp chở. Xe đạp chở. Bỏ đó là chờ chị lên đó chở về. Em thấy thì cái chân anh thì đi nó rất khó khăn nè. Mà khi mang cái ve chai nhiều nữa thì lúc đó không biết sao nữa. Khổ ha. Thôi thì hôm nay tụi em tình cờ gặp được anh với chị ngay tại chỗ này đó. Ủng hộ một tí thì tờ vé số để cho anh chị đỡ vất vả hơn tí xíu. Có dịp thì em sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình. Và tụi con thì ở tận Đồng Tháp ạ. Rồi thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.